Rồi, chào mọi người, mình là Cóc đây. Hôm nay mình làm cái bài hướng dẫn ngắn ha, để mà hướng dẫn các bạn download cái bản DaVinci Resolve 15 hoặc là những bản cũ hơn. Ok, đầu tiên là bạn lên Google, bạn search cái chữ DaVinci Resolve, rồi bấm vô cái trang Black Magic Design này ha. Nếu mà ở đây á, bạn bấm vô download á, thì nó chỉ có bản DaVinci Resolve 16 thôi ha. Rồi, bạn muốn download cái DaVinci Resolve những cái phiên bản cũ hơn thì bạn cầm bạn kéo xuống dưới cùng nè, cái chỗ Support Center nè, bấm vào. Rồi, sau đó bạn kéo xuống chỗ Latest Download đây. Đó, kéo xuống, kéo hơi bị lâu luôn á. Sẽ có những cái bản cũ hơn của nó luôn. Coi nè. Đây. DaVinci Resolve 16.1. Càng kéo xuống thì nó sẽ càng cũ hơn. Ở đây là 16 nè. Kéo xuống xem thêm chút xíu nữa là tới 15. Đây. Đây nha. DaVinci Resolve Studio 15.3.1 và DaVinci Resolve không có chữ Studio 15.3.1. Bản không có chữ Studio là bản miễn phí này nha. Đây, rồi, bạn bấm vô đây. Ví dụ mình download cái bản cho Windows, bấm vô. Rồi, nhập thông tin bình thường ha. Bạn muốn nhập thông tin gì cũng được hết. Thông tin thật hay là thông tin giả cũng được. Ví dụ như là chân đất email abc@abc.com gì đó, phone ví dụ vậy, ban nào bạn cứ điền đại đi, rồi bấm download, xong nó sẽ có cái link cho bạn, bấm vô download thôi, thấy không? Rồi, ok, vậy là xong cái hướng dẫn download DaVinci Resolve bản 15 hoặc là những bản cũ hơn. Bản cũ hơn thì bạn kéo xuống dưới nữa 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 ha. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu mà thấy có ích thì nhớ like và subscribe nha. Bye bye and good luck.